Thật sư cho con hỏi, muốn giải thoát cần tròn đủ ba la mật, có rất nhiều ba la mật, thế tại sao lại có các vị ẩn tu ạ? Tại vì khi đó các vị ấy không đủ hoàn cảnh đối tượng để vun bồi ba la mật như bố thí, tâm từ, tâm xả, vân vân. Con không biết, mong sư chỉ con. Quý vị biết là một cái sự gọi là độc hại khi mà tiêm nhiễm vô đầu của người khác rằng cái việc vun bồi ba la mật hướng đến sự giải thoát là phải nhào ra để mà gọi là giúp đỡ phụng sự chúng sanh khác thì mới gọi là bổ túc ba la mật. Đó là một sự độc hại. Tại sao vậy? Nhìn kỹ lại, nếu quý vị có đọc Chataka hoặc là đọc cái tiền thân của Đức Phật, để ý Bồ Tát, cái chuyện mà các ngài làm thường xuyên nhất là cái gì? Xuất gia sống ẩn cư, chứ không phải Bồ Tát cái chuyện làm nhiều nhất là cái chuyện mà nhào ra cho thiên hạ. Không phải điều đó. Và cái mục đích bố thí của Bồ Tát là để cho bằng hết tài sản của mình đặng đi tu. Tại nhiều khi thôi, vàng nhiều quá cho lần cho không hết, thành ra cho nó nhiều lần. Mà mục đích là cho bằng hết để mình rảnh rồi đi tu. Hai cái trạng thái tâm lý nó khác nhau. Trạng thái tâm lý của người ta, người thế gian là ráng đi làm, rồi thì tiền có đôi khi là rảnh rỗi không biết làm gì thì mình hẳn đi bố thí. Còn Bồ Tát là ngài có tiền nhiều quá, ngài cho nó bằng sạch để ngài rảnh ngài đi tu. Hai cái nó khác nhau à, hai cảnh giới khác nhau. Rồi cái chuyện giữ giới cũng vậy. Nhớ mình có cái giới hạnh ba la mật mà. Giữ giới nhằm mục đích giải thoát giác ngộ. Quý vị nghĩ là cái giới tại gia giữ thì nó tốt hơn hay là cái giới xuất gia thì nó tốt hơn? Rõ ràng nếu quý vị muốn vun bồi ba la mật mà hướng đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng giác thì rõ ràng là mình phải hướng đến cái giới xuất gia, chứ không thể nào mình nói giới tại gia được. Muốn cái đạo quả lớn thì mình phải làm chuyện lớn, chứ đừng có nói tôi muốn đạo quả lớn tôi làm chuyện nhỏ thì không có. Rồi ly dục ba la mật, hoặc là xuất gia ba la mật, hoặc là ly dục ba la mật, tại gia quý vị làm sao làm chuyện đó? Nếu khâm ba la mi, rõ ràng là phải xuất gia, phải ly dục. Mà sư không hiểu là tại sao người ta cứ thích tiêm vào đầu người khác là mình phải nhào ra với đời, trong khi đó rõ ràng là Nekhambabarami đòi hỏi mình phải xa lìa đám đông. Rồi Panyabarami, trí tuệ ba la mật, phải thực hành tứ niệm xứ, phải biết chán sợ sanh tử. Viriya Parami, tinh tấn ba la mật, là phải nỗ lực diệt trừ các pháp bất thiện của mình. Cái đó cần phải độc cư chứ, chứ đâu phải mình nhào ra ngoài gọi là mình ráng mình nỗ lực hành thiện, xin thưa không phải. Viriya Parami là nỗ lực diệt trừ các ô nhiễm trong tâm của chính mình á, chứ không phải mình lo mà mình chạy đi rồi mình làm từ thiện hết chỗ này tới chỗ khác, mình gọi là Viriya Parami, không phải. Rồi Khanti Parami, nhẫn nại hoặc là nhẫn nhục ba la mật, kham nhẫn trước những tám ngọn gió đời, khen chê được lợi mất lợi, được danh mất danh. Muốn kham nhẫn cái đó thì quý vị
phải sống độc cư chứ. Đừng có nói với tôi là, đừng nói là tôi ở đời tôi kham nhẫn nó hay hơn là cái người xuất gia. Thì nó cũng giống y như cái người nói là bây giờ tôi thấy người ta thấy cái thằng điên đó, nó xách con dao nó chém tùm lum, tôi nhào ra tôi đứng nó chém mà tôi không chết thì nó mới oai, chứ còn né đâu có oai. Có ai vậy không? Cái đó là dại. Nhớ nha, giữa cái người dũng và người dại nó khác nhau. Người dũng là họ không có sợ, còn người dại là cái người không biết sợ. Hai cái đó khác nhau ạ. Rồi Satcha Parami là chân thật ba la mật. Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Dám mở miệng ra phát nguyện thì người ta xin mình, con mắt là mình phải có cái gan mình móc ra mình cho người ta. Chứ đừng có lý do tại giờ tôi còn giữ cái thân này để tôi tu hành giải thoát. Tức là mình nói dốc. Chân thật ba la mật là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Rồi Atthittana Parami, quyết định ba la mật là cái chuyện gì đã quyết định rồi là không thay đổi, có chết cũng không thay đổi. Mà cái quyết định đó phải là quyết định đúng pháp, chứ không phải là cái chuyện mà mình ngoan cố cứng đầu khó giải. Rồi Metta Parami là sống trong tâm từ, và cái Upekkha Parami, hai cái thằng này đó là nhằm để mình vẫn còn cái lòng thương với chúng sanh mà hướng đến cái đạo quả giải thoát, nhưng mà nó không có khiến cho mình gọi là đi luôn. Tuy nhiên tùy mỗi vị, cái người mà dù cho chứng là thanh văn giác thì vị đó luôn sống trong tâm từ với tất cả chúng sanh. Chứ đừng bao giờ nghĩ là cái vị thanh văn giác là vị đó không có tâm từ nha. Năng lực tâm từ của vị thanh văn giác nó hơn phàm phu rất là nhiều. Upekkha Parami là luôn sống và hiểu tất cả chúng sanh có nghiệp riêng. Thì hầu hết các ba la mật nó đều liên quan đến cái gì? Viễn ly, ly dục, xa lìa đám đông, sống độc cư. Cho nên sư mới nói là cái chuyện mà tiêm nhiễm vô đầu người khác là vung bồi ba la mật, mình phải nhào ra với cái đám đông, là cái đó là một cái sự tiêm nhiễm độc hại. Chỉ có một số ít, ví dụ như bố thí ba la mật thì còn có liên hệ với người khác, chứ còn tất cả các cái ba la mật còn lại đều cần phải có sự viễn ly độc cư. Quý vị biết là ở Trung Quốc và có thể là trong rất nhiều nơi ở Việt Nam mình, tôi sẽ nói Trung Quốc thì khỏi nói Việt Nam mình, ở Trung Quốc ấy, người ta xem cái đạo Phật là đạo từ thiện, gì biết không? Tức là theo cái hiểu của cái người dân Trung Quốc ấy, đây là cái nơi mà người ta đem tiền vô gửi đó, rồi chờ tới thiên tai bão lũ rồi đem ra làm từ thiện, hoặc là cái đó nhằm để, cái tiền họ đem vô đó là nhằm để làm mục đích từ thiện thôi, không có tu hành khỉ gì hết trơn á. Tiền là phải làm cho mục đích từ thiện, nó vậy đó. Mà xin thưa, nếu như mà nghĩ như thế thì quý vị thấy nó còn cái gì là đạo Phật nữa.
Tại vì cái chuyện từ thiện đó là quý vị làm giỏi hơn mấy xứ. Nó bị lệch đi. Mà cái nguyên nhân sâu xa là tại sao nó bị lệch đi? Là bởi vì một thời gian rất là dài người ta bị tiêm nhiễm vô đầu cái chuyện là tôi hướng đến đạo quả giải thoát thì tôi phải nhào ra đời, tôi bố thí, tôi phục vụ. Nói chung là tôi làm từ thiện đó. Thì đó mới thể hiện cái việc là một người tu hành giải thoát. Mà suốt một cái thời gian dài như thế mà mình đi nó lệch hướng, là nó nghiêng hẳn về một bên đó, nó dẫn đến bây giờ thì nó không còn gì hết. Rồi coi chừng cái Việt Nam mình sau này nó cũng vậy. Sẽ không phản đối chuyện từ thiện, nhưng mà mình phải biết cái sự cân bằng. Chứ còn cứ nhắc đến chùa là nhắc tới từ thiện, đạo Phật là đạo từ thiện là chết. Ai chưa hiểu được điều đó thì cứ tu đi rồi từ từ quý vị hiểu.